Sau khi tôi kết nối với hệ thống nói chuyện động vật, tôi đã mở một phòng live sờ chim nói chuyện với thú cưng. Một kẻ soi mói chỉ vào một con chó chăn cừu Collie và hỏi tôi, con chó đó đang nghĩ gì? Sau khi nói chuyện, tôi cảm thấy lạnh sống lưng, vì con chó chăn cừu Collie cứ lặp đi lặp lại ba từ, hãy xiên cô ta. Kể từ khi tôi vô tình kết nối với hệ thống nói chuyện động vật, tôi phát hiện ra mình có thể sử dụng ý thức để nói chuyện với các loài khác nhau. Hệ thống nói, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ nói chuyện thông qua live sờ chim để nhận được một số điểm nhất định. Điểm có thể được đổi thành bất cứ thứ gì tôi muốn, chẳng hạn như tiền. Để kiếm điểm, tôi đã mở một phòng live sờ chim nói chuyện với thú cưng. Vì đây là tài khoản mới, phòng live sờ chim chỉ có vài chục người. Tôi hắng giọng và nói, chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với phòng live sờ chim nói chuyện thú cưng. Nếu muốn nói chuyện thì có thể đăng ký kết nối. Người đầu tiên đăng ký nói chuyện là một cô gái. Sau khi kết nối, cô ấy ngập ngừng hỏi, cô thực sự có thể nói chuyện với thú cưng sao? Tôi gật đầu, không lừa trẻ con, không lừa người lớn, không chính xác thì không lấy tiền. Nhưng bình luận trực tiếp toàn là những lời chế nhạo, toàn bọn xạo ke lừa đảo. Bạn có thể nói chuyện với loài vật thì tôi cũng có thể đoán vận mệnh rồi. Bạn vừa mở miệng là tôi biết ngay bố bạn là đàn ông và mẹ bạn là phụ nữ. Giao tiếp với thú cưng chỉ là lừa những người ngốc. Mọi người đừng tin vào điều đó. Lừa đảo thời nay đều thế cả, cũng chẳng thèm đổi mới chiêu trò. Báo cáo ngay. Cô gái nhìn thấy bình luận thì càng ngậm ngừng hơn. Nhìn thấy cô gái chuẩn bị cúp kết nối, tôi vội vàng nói, nếu bạn không tin, tôi có thể nói chuyện với thú cưng của bạn miễn phí. Vừa nghe thấy miễn phí, cô gái dừng tay lại, có vẻ có hy vọng. Tôi tiếp tục, xin hãy hướng camera về phía thú cưng, mô tả vấn đề của bạn. Camera rung lên, hướng về một con mèo mức trồn dưới ghế sofa. Giọng ngọt ngào của cô gái vang lên, không biết tại sao. Gần đây mèo mèo thay đổi tính tình rất nhiều, mỗi lần tôi đến gần nó là lông dựng đứng. Có lần nó đã cào tôi bị thương. Tôi đã hỏi rất nhiều chuyên gia nói chuyện thú cưng. Họ đã lấy tiền nhưng không cung cấp được thông tin gì hữu ích. Thông tin nào cũng vô ích cả. Không biết mèo mèo có chỗ nào trên cơ thể không thoải mái không. Tôi rất lo lắng. Nhưng nó lại không cho tôi đến gần. Không thể mang nó đến bệnh viện kiểm tra. Cô gái tiến gần con mèo mướp. Nó ngay lập tức bắt đầu rít lên đầy giận dữ. Nó trốn vào góc. Đôi mắt nó phản chiếu ánh sáng vàng. Nhìn cô gái đầy cảnh giác. Vừa nói vừa tiếp tục. Giọng cô gái bắt đầu nghẹn ngào. Bình luận trực tiếp có chút không kiên nhẫn. Nói chuyện thì cứ nói chuyện. Khóc cái gì mà khóc? Khóc có giải quyết được vấn đề không? Bình luận phía trên nặng lời quá. Không cho người ta khóc nữa à? Nghe phụ nữ khóc là thấy phiền. Xem con mèo còn quan trọng hơn cả con người. Thay đổi tính tình. Có thể nó chỉ đang động dục thôi. Cô gái nhìn thấy bình luận, cắn răng giải thích. Mèo mèo đã được triệt sản từ lâu, không thể động dục nữa. Tôi rất hiểu cô gái. Nuôi thú cưng mấy năm mà đột nhiên bị tấn công, ai mà không cảm thấy buồn khi gặp chuyện đó. Không nói nhiều nữa, tôi bắt đầu nói chuyện với con mèo mướp. Nhưng những lời nó nói lại ngoài dự đoán của tôi. Tôi đã truyền đạt lại đúng như vậy cho cô gái. Nó nói nó không phải là mèo của bạn. Cô gái ngơ ngác. Sao có thể như vậy được? Bình luận lại toàn là những lời chế nhạo. Tôi đã nói rồi mà, nói chuyện thú cưng chỉ là lừa mấy người ngốc. Phí mấy phút của tôi. Chủ live sờ chim giả vờ thôi, giả bộ như có thể thực sự nói chuyện với mèo vậy. Chiêu trò lừa đảo thời nay thật là đủ kiểu. Em gái mau cúp kết nối đi. Cẩn thận kẻo rơi vào bẫy của người này. Bất kể các bạn có tin hay không, tôi thực sự nghe thấy con mèo mướp nói với tôi. Nó không biết cô gái này. Nó chỉ đang đi dạo trên đường. Đột nhiên bị cô gái này bế lên. Sau một trận chóng mặt quay cuồng, nó bị nhốt vào lồng và mang về nhà. Tôi lại hỏi cô gái, mèo của cô có phải trước đây bị lạc một lần không? Cô gái ngạc nhiên. Đúng vậy, thưa cô, làm sao cô biết được? Mèo mèo đã lẻn ra ngoài qua khe cửa cách đây không lâu. Tôi đã tìm cả tiếng mới thấy nó. Cô bé nhầm rồi. Con mèo mướp này không phải là mèo của cô. Chỉ là nó trông rất giống mèo của cô thôi. Cô gái còn kinh ngạc hơn. Không thể nào. Nó chính là mèo mèo của tôi mà. Cùng họa tiết, cùng dáng vẻ giống hệt. Nếu cô không tin, có thể kiểm tra xem trên mông nó có phải còn hai cái chuông không? À, nó còn nói rằng tên nó là Táng Khôn, không phải là mèo mèo. Bình luận vẫn bảo tôi là kẻ lừa đảo, nhưng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của cô gái, có người bắt đầu lung lay. Sao tôi cảm thấy người dẫn chương trình có chút gì đó nhỉ? Cô gái đâu còn nói trước đây mèo bị lạc. Cậu ngốc à, người dẫn chương trình chắc chắn đã xem trộm tài khoản của cô gái rồi. Cô ấy đã từng đăng một video tìm lại mèo bị lạc. Làm sao mèo lại tên là Táng Khôn được? Có phải người dẫn chương trình xem phim truyện nhiều quá đến lú rồi không? Ha ha ha. Cô gái liền rời camera ra sang, ném cho Táng Khôn một miếng thức ăn khô.
táng không quay lại. Như thể nó hiểu những gì tôi nói. Đuôi nó dựng thẳng lên, lộ ra hai cái chùm lông xù. Nó kêu meo meo hai tiếng đầy bất mãn. Thật là nhục nhã quá. Thật sự quá nhục nhã rồi. Cô gái nhìn thấy, phát hiện ra mình thực sự đã bế nhầm mèo. Đây đúng thật không phải meo meo, meo meo nhà tôi sẽ không có hai cái chùm này đâu. Lúc đó tôi quá vội vàng, không so sánh kỹ, liền bế Táng Khôn về nhà. Về nhà, Táng Khôn luôn trốn ở góc tối, khiến tôi không phát hiện ra điều bất thường kịp thời. Một người một mèo, cứ thế mà sống chung với nhau một thời gian, thật kỳ lạ. Táng Khôn cũng đứng bên cạnh kêu meo meo loạn xạ, tố cáo hành vi bắt cóc của cô gái. Bình luận trực tiếp bắt đầu thay đổi, ối trời. Thật sự có chuông, đây là Táng Khôn, không phải mèo mèo. Người dẫn chương trình thật sự là thần thánh rồi. Có vẻ người dẫn chương trình thực sự có thể nói chuyện với thú cưng. Tôi từ anti đã chuyển thành fan rồi. Mèo mèo nhỏ, đến đây để gì nói về cái chuông nào, hi hi. Nhưng cũng có người không tin, nghĩ rằng cô gái là người tôi thuê để làm nền. Tất cả chuyện này là kịch bản do tôi tự biên tự diễn. Cô gái lên tiếng bênh vực tôi không phải là người được thuê. Tôi vừa nhìn kỹ lại, con mèo này có hoa văn rất giống với mèo mèo, nhưng không hoàn toàn giống. Không lạ gì khi mấy ngày nay nó luôn muốn chạy ra ngoài. Là lỗi của tôi sẽ thả nó ra ngay bây giờ. Nói xong, cô gái lặng lẽ mở cửa. Táng Khôn lao ra ngoài như một mũi tên, biến mất. Cô gái lau nước mắt và nói, cảm ơn cô, mèo mèo của tôi thật sự đã mất tích rồi. Nhìn cô gái rơi nước mắt, tôi cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng tôi chỉ có thể nói chuyện với những động vật mà tôi thấy. Nếu chúng đi lạc thì tôi cũng không làm gì được. Cô gái gật đầu, chuẩn bị ngắt kết nối. Nhưng đột nhiên bên ngoài có tiếng mèo kêu. Táng Khôn thò nửa cái đầu ra, kêu thêm vài tiếng về phía điện thoại. Cô gái nghi ngờ nghiêng đầu hỏi, cô ơi, Táng Khôn nói gì vậy? Nó nói nó biết mèo mèo ở đâu, bảo cô đi theo nó. Cô gái lập tức đứng dậy, còn không kịp thấy dép, vội vã chạy ra ngoài. Cứ thế, tôi và nhiều người xem khác nhìn Táng Khôn dẫn đường phía trước, dẫn cả đường ra phía sau của khu dân cư. Phòng live stream của tôi ngay lập tức tăng thêm hàng nghìn lượt xem. Trời ơi, lần đầu tiên thấy mèo hoàng dẫn đường. Người dẫn chương trình thực sự có gì đó đặc biệt đấy. Tôi rất hào hứng, có thật sự tìm được mèo mèo không? Nếu tìm được thì tôi sẽ tặng cho người dẫn chương trình một ly bia lớn. Các người có thể suy nghĩ không? Nhìn là biết giả rồi mà. Nếu con mèo tìm được thì tôi sẽ live stream ăn sống điện thoại. Cô gái bên đó vẫn không ngừng di chuyển. Chỉ thấy Táng Khôn rẽ qua nhiều lối ngoằn ngoèo, dẫn đến một góc chứa phế liệu, đầy tấm ván chắn phía trước ra. Một con mèo rất giống với Táng Khôn đang nằm bên trong, yếu ớt gần như sắp chết. Cô gái gọi lớn, mèo mèo. Con mèo đó ngay lập tức dựng đuôi lên. Cô gái ôm lấy mèo mèo, khóc không kìm nổi, vừa khóc vừa liên tục cảm ơn tôi. Tôi nhắc cô ấy mau mang mèo mèo đến bệnh viện kiểm tra. Cô gái vội vàng ngắt kết nối. Tôi đã bảo rồi, người dẫn chương trình thực sự là một chuyên gia. Cô ơi, tôi xin cúi đầu cảm ơn. Táng Khôn thực sự là một con mèo tốt, rất bình tĩnh. Người yêu thú cưng như tôi không thể chịu nổi khi thấy mèo bị khổ sở. Hy vọng mèo mèo không sao. Người nói sẽ ăn sống điện thoại đâu rồi? Mau ra đây live stream đi. Nhưng vẫn có người khăng khăng nói, đây là kịch bản tôi tự biên tự diễn để cầu view. Tôi không quan tâm, vì hệ thống vừa thông báo cho tôi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 1.000 điểm. Một điểm tương đương 100.000. Khóe miệng tôi không tự chủ được mà chảy nước dãi. Sau buổi live stream này, lượng fan của tôi đã vượt hàng ngàn người. Số lượt like trong phòng live stream cũng lên đến hàng vạn. Rất nhiều người gửi yêu cầu kết nối. Khóe miệng tôi cong lên còn khó kiềm chế hơn cả độ giật của súng liên thanh. Có người tặng tôi vài chiếc xe thể thao, rồi gửi yêu cầu kết nối. Sau khi đồng ý, tôi mới phát hiện đó lại là một blogger thú cưng nổi tiếng với hàng triệu fan, tên là Tiểu Đinh Đang. Chào cô nhé. Tôi thấy có vẻ cô thực sự có thể nói chuyện với thú cưng. Kỹ thuật rất cao đấy. Nghe câu này tôi thấy không thoải mái, nhưng tôi vẫn mỉm cười trả lời. Vâng, cô muốn nói chuyện với thú cưng gì? Tiểu Đinh Đang lôi ra một con chó chăn cừu Cót Ly và hỏi. Nếu cô giỏi như vậy, vậy cô nói xem nó đang nghĩ gì? Tôi bắt đầu nói chuyện với con chó Cót Ly. Nhưng lần này, kết quả khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Trong đầu con Cót Ly chỉ lặp đi lặp lại ba từ. Hãy xin cô ta, hãy xin cô ta, hãy xin chót cô ta. Con chó Cót Ly ngừng lặp lại ba từ đó, nhưng cũng từ chối cho tôi biết thêm thông tin gì. Tôi đành phải nói với Tiểu Đinh Đăng rằng con chó của cô đã từ chối nói chuyện với tôi. Nghe xong, Tiểu Đinh Đăng liền cười nghiêng cười ngả. Bình luận trực tiếp cũng điên cuồng chế nhạo tôi. Tôi thấy người dẫn chương trình đúng là đồ giả rồi. Chó mà cũng có thể từ chối nói chuyện sao? Thì ra cô cũng là một kẻ lừa đảo.
Phí công trước đây tôi tin tưởng cô, còn đứng ra bênh vực cô. Đúng rồi, đúng rồi. Người ở trên mau chuyển sang làm fan của Tiểu Đinh Đang đi. Cô ấy là một mỹ nhân vừa có tâm vừa có sắc. Thú cưng từ chối nói chuyện là chuyện bình thường. Đặc biệt là giống chó Collie, có trí thông minh rất cao. Chúng có suy nghĩ riêng của mình. Tôi vừa định giải thích trong phòng live stream chim, nhưng đột nhiên tôi bắt được một âm thanh kỳ lạ. Cô ta không để ý chúng ta, mau đi cắn nát ổ cắm điện. Để lộ dây đồng ra. Không vấn đề, đảm bảo cô ta đụng vào là chết ngay. Không biết từ lúc nào con Godly đã trốn phía sau người Tiểu Đinh Đang cùng với một con chó khác, lén lút quanh quẩn gần ổ cắm điện, cứ che khuất tầm nhìn, cắm cúa làm việc. Tôi tốt bụng nhắc nhở Tiểu Đinh Đang, con chó của cô đang âm mưu làm cô chết vì bị điện giật, cô nên chú ý an toàn. Nghe thấy lời này, Tiểu Đinh Đang có vẻ tức giận. Cô là sở chim mơ hay là kẻ mê tín vậy? Cô đang nguyền rủa tôi chết sao? Tôi thấy cô đúng là kẻ lừa đảo thật sự rồi. Bình luận trực tiếp cũng bắt đầu cười ầm lên, bảo chó mà cũng biết nói chuyện. Con nói với cô rằng chúng muốn giết người. Đây là câu chuyện cười hay nhất tôi nghe được trong năm nay. Chỉ cần người dẫn chương trình lừa chúng tôi là đủ rồi. Đừng tự lừa dối chính mình nữa. Ai mà không biết chó của Tiểu Đinh Đang thông minh và nghe lời nhất, làm sao có thể làm hại chủ nhân được. Tiểu Đinh Đang gọi hai con chó đến trước mặt. Đó là một con Collie và một con chó ta nhỏ. Cô ấy mạnh tay vỗ đầu chúng, còn đưa tay mình vào miệng chúng để biểu diễn cho mọi người xem. Thấy chưa, chó của tôi hoàn toàn không thể làm hại tôi. Chúng là những con tôi đã cứu từ một quán thịt chó. Lượng người xem trong phòng live stream ngày càng tăng. Tiểu Đinh Đang nhân cơ hội này kể về câu chuyện gặp gỡ với hai con chó này. Tôi đi ngang qua một quán ăn, nghe thấy tiếng chó kêu thảm thiết bên trong. Trong tâm trí, dường như có một giọng nói bảo tôi nhất định phải vào xem. Tôi bước vào một cách vô thức và thấy Tiểu Biên và Tiểu Sài đang nằm trong lồng, cả người đầy vết thương. Chủ quán thịt chó đang chuẩn bị nấu chúng để mời khách. Tôi đã bỏ ra 2.000 tệ để mua chúng. Từ đó Tiểu Biên và Tiểu Sài luôn theo tôi không rời. Tôi rất yêu chúng. Mọi người không tin có thể xem video tôi đã quay. Bình luận trực tiếp bắt đầu khen ngợi Tiểu Đinh Đang. Tôi đã xem video rồi. Chủ quán thịt chó nhất quyết không chịu thả chó, nhưng blogger này đã nhanh chỉ cứu chúng. Nếu không có Tiểu Đinh Đang, Tiểu Biên và Tiểu Sài chắc chắn sẽ bị ăn thịt. Cô xứng đáng có triệu fan. Cô hoàn toàn xứng đáng. Nhưng có hai bình luận không giống với phần còn lại. Sao tôi cảm thấy hai con chó sau khi nghe xong câu chuyện, biểu cảm của chúng trở nên gian xảo hơn. Người ở trên, tôi cũng thấy rồi, biểu cảm của chó giống như con người vậy. Ngay lập tức tôi nổi da gà. Tôi cũng đã thấy. Trên mặt của Collie thoáng qua một nét biểu cảm danh mãnh. Trực giác mách bảo tôi, sự việc chắc chắn không như Tiểu Đinh Đang nói. Hai con chó lại bắt đầu âm mưu. Ổ cắm bị cắn gần hết rồi. Đều do người dẫn chương trình bên kia làm loạn. Liệu cô ta có thực sự hiểu chúng ta nói gì không? Có lẽ hành động của cậu quá rõ ràng nên bị cô ta nhìn thấy. Lát nữa tôi sẽ che chắn cho cậu tiếp tục cắn. Sau khi cô ta kết thúc buổi live sở chim sẽ đến tắt ổ cắm này. Đến lúc đó, haha. Chết rồi, hai con chó này thực sự đang âm mưu giết người. Lúc này, con chó Shiba Inu cũng đã hoàn thành công việc của mình. Blogger Tiểu Đinh Đang nhíu mắt nói với tôi, nếu cô nói rằng cô nghe được chúng đang âm mưu giết tôi, vậy cô hãy hỏi chúng xem chúng còn nói gì nữa. Hoặc là cô tự thừa nhận mình là kẻ lừa đảo, rồi xin lỗi tôi. Tôi sẽ bỏ qua cho cô vì những lời xúc phạm vừa rồi. Tôi biết cô ấy không tin những gì tôi nói. Trong đầu chỉ nghĩ cách tìm ra sơ hở để vạch trần tôi, để tăng lượng người theo dõi cho chính mình. Cô ấy không biết rằng sau khi live stream kết thúc, mình sẽ chết vì bị điện giật. Lời khuyên tốt khó mà thuyết phục được kẻ ngạo mạn. Nếu cô ấy muốn biết suy nghĩ thật sự của Collie, tôi sẽ rộng lòng từ bi, đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của cô ấy. Sau khi hai con chó bình tĩnh lại một chút, tôi lại thiết lập nói chuyện với chúng. Collie nghiến răng kể lại tình hình thực sự. Sau đó tôi nói, Tiểu Biên nói với tôi rằng cô luôn ngược đãi chúng. Trên mặt Tiểu Đinh Đang lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô ấy định xen vào nhưng tôi không cho cơ hội. Tiểu Biên còn nói, chúng không phải là những con chó cô cứu từ quán thịt chó. Tất cả chuyện này đều do cô tự biên tự diễn. Cô lái xe đâm Tiểu Biên và Tiểu Sài bị thương, rồi kéo chúng đến quán thịt chó, diễn một màn anh hùng cứu chó để thu hút fan. Sau đó, vì lượng người xem, cô liên tục khiến chúng bị thương rồi lại điều trị trong suốt một năm. Cô kiếm được vô số tiền, còn chúng thì chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần về sau. Chúng không còn sống được bao lâu nữa, bao gồm cả những con thú cưng trước đây cô nuôi.
cô đều ngược đại chúng không ngừng để quay được những video cô muốn nhằm thu hút lượt xem. Tiểu Đinh đang lập tức chửi rủa tôi, nói sẽ cho tôi nếm mùi bị tấn công mạng, nhưng sau đó vội vàng ngắt kết nối. Hành động của cô ấy càng chứng minh rằng những gì tôi nói là sự thật. Bình luận trực tiếp trở nên sôi nổi, thật hay giả vậy? Tiểu Đinh đang tiêu đời rồi. Người dẫn chương trình nói rất có căn cứ. Tôi bắt đầu tin rồi đấy. Hai con chó đó thực sự đã điều trị trong suốt một năm, mỗi lần đều có vết thương mới. Tiểu Đinh đang còn kêu gọi quyên góp vì chuyện này. Trời ơi, tôi cũng đã quyên góp. Thì ra tất cả đều là giả dối, tôi sẽ đi tấn công mạng cô ta. Không ai được ngăn cản tôi. Tôi rất mong rằng tất cả chuyện này chỉ là giả dối. Nhưng Godly và những vết thương trên người con chó nói cho chúng ta biết, tất cả đều là sự thật. Nghe xong lời kể của Godly, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Tôi không còn tâm trí để live stream nữa nên vội vã kết thúc buổi live stream. Sáng hôm sau, một tin tức hot nhanh chóng đứng đầu bảng tìm kiếm. Ngôi sao mạng Tiểu Đinh đang đã không may tử vong do bị điện giật vào đêm qua. Tôi thở dài một tiếng. Tôi đã nhắc nhở cô ấy rồi, nhưng cô ấy không tin. Nhưng loại người cặn bã như vậy, chết cũng không đáng tiếc. Tôi trợn mắt nhìn bạn thân bị đánh trước mặt tôi. Một cảnh tượng khiến tôi sợ hãi không thôi. Tên sát nhân đeo nửa chiếc mặt nạ cầm vũ khí. Hắn từng bước tiến gần về phía tôi. Hắn nở một nụ cười xoắn vặn với giọng nói cực kỳ đáng sợ. Hắn nói hề hề. Tới lượt mày rồi. Tôi nổi da gà khắp người. Trong nỗi sợ tột cùng, cổ họng tôi không thể phát ra âm thanh bình thường. Tên sát nhân vừa cười vừa từng bước tiến lại gần tôi. Cứu với, cứu với. Tôi dùng hết sức lực của mình, cố gắng bước những bước chân nặng ngàn cân chạy ra ngoài con hẻm. 10 mét, còn 10 mét nữa. 8 mét, nhanh lên. Nhanh hơn nữa, cứu với. Bị tóm rồi. Tóc tôi bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại. Cả cơ thể tôi bị đè xuống đất. Tay của tên sát nhân cứng như thép bóp lấy cổ họng tôi. Tôi lập tức khó thở. Hắn ngồi hẳn lên người tôi. Vũ khí trong tay hắn giơ cao lên. Người trước mặt nạ đáng sợ đó nhìn chằm chằm vào tôi. Không, đừng. Một cái, hai cái, ba cái. Tôi trong từng đợt ra tay của hắn. Cơn đau ngực bị xuyên qua khiến tôi ngừng thở. Từ từ, từ từ. Tất cả cảm giác quay trở lại. Ngực tôi vẫn còn cảm giác đau do bị đâm xuyên qua. Tôi ôm ngực, thở hổn hển trong tiếng khóc. Cậu sao thế? Trông cậu nhợt nhạt lắm. Tôi ngẩng đầu nhìn người bạn thân trước mặt. Cô ấy vẫn đứng trước mặt tôi, hoàn toàn không bị gì. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra. Bây giờ là năm 20:05. Tôi đã trọng sinh. Trọng sinh về trước 5 phút khi bị rớt. Tôi nhìn chằm chằm vào con hẻm này. Ngay sau cái thùng rác bỏ đi không xa, một kẻ sát nhân đeo nửa chiếc mặt nạ đang trốn ở đó. Một khi bước vào sẽ là vực thẳm địa ngục. Không được, lần này tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ. Chúng ta phải đến chỗ đông người. Không kịp giải thích, tôi nắm lấy tay của bạn thân Văn Thanh, chen chúc đi về phía quảng trường. Đèn xanh của vạch qua đường trước mặt chớp nháy. Hiển thị còn 10 giây, tôi không muốn chờ thêm một giây nào. Kéo Văn Thanh chạy thục mạng về phía trước. Chúng tôi đi được nửa đường vạch qua đường, tôi bị đẩy mạnh về phía trước. Bất ngờ ngã nhào xuống đất. Lốp xe và mặt đường, tiếng ma sát chói tai và tiếng va chạm của vật nặng xé toạc màng tai của tôi. Tôi quay đầu nhìn, Văn Thanh giống như tờ giấy bị gió thổi bay lên không trung. Ngay sau đó, cậu ấy nặng nề đập xuống đất và không còn cử động. Một cảm giác nghẹt thở chặn ngang cổ họng tôi. Tôi ngồi sụp xuống đất, mắt tôi nhìn chằm chằm vào Văn Thanh. Dưới cơ thể là một vệt đỏ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nỗi sợ tột cùng nhấn chìm tôi. Chiếc xe hơi gây tai nạn quay ngược lại, trực tiếp hướng về phía tôi. Dưới ánh đèn đường, tôi nhìn rõ kẻ gây tai nạn. Lại là hắn. Lại là tên sát nhân đeo nửa chiếc mặt nạ đó. Sao lại thế? Trong đầu tôi không kịp suy nghĩ, tôi thấy rõ ràng tên sát nhân nở một nụ cười. Vừa cười vừa nói một câu. Cái khâu hình đó là đến lượt mày rồi. Ngay khoảnh khắc sau, tai tôi nghe tiếng xe khởi động cùng tiếng xương vỡ vụn. Tôi ra đi trong cơn đau đớn khi bị cán qua lại. Từ từ, từ từ. Tôi bàng hoàng nhìn Văn Thanh trước mặt. Chúng tôi vẫn đứng ở đầu ngõ. Tôi lại một lần nữa trọng sinh về trước 5 phút khi bị rớt. Tôi sắp phát điên rồi. Không còn kìm nén được cảm xúc sụp đổ, tôi mất kiểm soát, ôm lấy Văn Thanh và bật khóc nức nở. Văn Thanh từ từ xoa lưng tôi, giọng nói gấp gáp. Từ từ, nghe tôi nói. Chúng ta không thể ở lại đây. Đúng, đúng rồi, chúng ta không thể ở lại đây. Tên sát nhân đó, không biết lúc nào sẽ lao ra. Văn Thanh, về nhà thôi. Chúng ta mau về nhà đi. Tôi hoảng loạn nói. Bên ngoài ở đâu cũng nguy hiểm, chỉ có ở nhà mới là nơi an toàn nhất. Tôi kéo Văn Thanh đi, nhưng cậu ấy lại kéo tôi lại, giọng run rẩy. Không được. Không thể về nhà. Tôi nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc.
Khuôn mặt cậu ấy tái nhợt, như thể về nhà sẽ xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Vân Thanh, lẽ nào cậu cũng... Đợi chút, nói sau. Chỗ này không an toàn. Vân Thanh nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác nhận tạm thời không có nguy hiểm, kéo tôi nhanh chóng rời khỏi đầu ngõ. Chúng tôi bước vào một quán trà sữa ven đường. Tư Tư, có phải cậu cũng trọng sinh rồi không? Chúng tôi ngồi xuống ghế. Vân Thanh vừa hỏi vừa dán mắt vào cửa ra vào, cảnh giác với tên sát nhân có thể đến bất cứ lúc nào. Đúng, đúng vậy. Vân Thanh, rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao có người muốn giết chúng ta? Hai lần trải nghiệm kinh hoàng ùa về trong đầu tôi, bóng dáng tên sát nhân đeo mặt nạ không thể xóa nhòa, đầu tôi đau như búa bổ. Từ từ, không phải chúng ta, là có người muốn giết cậu. Tớ trọng sinh để cứu cậu. Tính đến giờ, đây là lần thứ ba tớ trọng sinh. Ban đầu, chúng ta hẹn nhau 7 giờ tớ gặp ở dưới nhà cậu, rồi cùng đi ăn tối. Khi tớ đến nơi, điện thoại của cậu không gọi được. Tớ chỉ có thể lên nhà tìm cậu. Vừa mở thang máy, tớ thấy cậu đã ngã gục trong vũng máu. Người cậu bị kẻ nào đó ra tay. Tớ sợ vào mạch đập của cậu, phát hiện cậu đã tắt thở, nhưng cơ thể vẫn còn ấm. Điều đó cho thấy cậu mới bị ra tay không lâu. Tớ vừa định báo cảnh sát thì nghe thấy tiếng động sau cánh cửa cầu thang thoát hiểm. Tớ mới nhận ra có một loạt dấu chân đầy máu trên sàn, dẫn thẳng tới cầu thang. Ngay khoảnh khắc sau, một kẻ đeo mặt nạ lao ra, và tớ cũng bất ngờ bị sát hại. Vân Thanh nhanh chóng kể lại những gì kinh hoàng đã xảy ra. Tôi vẫn cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã trọng sinh ngay dưới nhà cậu. Nhìn lại đồng hồ, vừa đúng khoảng 5 phút trước. Lúc đó đầu tôi như bị choáng. Tôi không thể phân biệt mình thực sự trọng sinh, hay là giống như trong phim Lưỡi Hái Tử Thần, có khả năng dự đoán tương lai. Dù thế nào đi nữa, tôi nhận ra rằng mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được. Điện thoại của cậu vẫn không ai bắt máy. Tôi chạy thật nhanh đến nhà cậu. Vừa mở thang máy, cậu vừa kịp ra ngoài. Cậu chưa gặp nạn, ở đầu cầu thang cũng không có sát nhân. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng bước chân ở lối thoát hiểm. Tên sát nhân đã tới. Cả hai chúng ta tay không, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chúng ta lại bị tấn công. Những lời Văn Thanh nói cứ hiện lên trong đầu tôi, thành từng cảnh từng cảnh. Quá thảm khốc. Hóa ra trong một thời gian khác mà tôi không biết, cậu ấy đã liều mình vì tôi 2 lần. Lần thứ 2 tôi vẫn đứng dưới nhà cậu, vẫn là trước 5 phút khi trước. Lần này tôi chắc chắn 100% là mình đã trọng sinh. Ngay lập tức tôi đã gọi cảnh sát, cùng với bảo vệ tòa nhà, chạy thật nhanh đến trước cửa nhà cậu, vừa kịp gặp cậu ra ngoài. Nhưng lần này, tên sát nhân không xuất hiện. Tôi mở to mắt kinh ngạc. Tôi thì thầm, lần này cậu nói có phải là lần của tôi không? Đúng vậy, chính là lần này mà cậu còn nhớ. Chính là cảnh mở đầu câu chuyện của chúng ta. Tại sao cậu không nói cho tôi ngay từ đầu? Ích kỷ sao? Việc trọng sinh thế này ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin. Cậu làm sao có thể tin được? Tôi cứng họng không nói nên lời. Thật sự, nếu không tự mình trải qua, ai cũng sẽ nghĩ đó chỉ là lời nói điên rồ. Giờ đây tôi vô cùng chắc chắn, tên sát nhân nhất định là người quen của cậu. Hắn biết địa chỉ nhà cậu, cũng biết rõ mọi hành tung của cậu. Rất có thể trên người cậu đã mang theo thiết bị định vị rồi. Vân Thanh khẳng định chắc nịch. Tôi theo phản xạ nhìn về phía điện thoại. Dù sao thì điện thoại là thứ dễ bị cài đặt phần mềm định vị nhất. Cậu nghĩ thử xem, gần đây cậu có gây thù chuốc oán với ai không? Ngay cả với chó tôi còn chưa cãi nhau. Nói gì đến việc gây thù chuốc oán với ai? Tôi cố gắng lục tìm trong ký ức, nhưng không tìm được chút manh mối nào. Nửa khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ của tên sát nhân, tôi cũng không có chút cảm giác quen thuộc nào. Thôi bỏ đi, việc cấp bách bây giờ là đảm bảo an toàn cho chúng ta. Tôi có thể đến đồn cảnh sát tạm thời trú ẩn, nói rằng có người đang theo dõi tôi, sau đó nhờ họ kiểm tra giúp. Dù tên sát nhân có điên cuồng đến đâu, hắn cũng không thể xông vào đồn cảnh sát để tấn công. Bên ngoài vừa vặn có một chiếc taxi dừng lại, hai chúng tôi lên xe chạy thẳng đến đồn cảnh sát. Này, thưa cô. Điện thoại trái táo của cô vừa rơi ở quầy lấy tâm, thật tiếc là cô đã quên mang theo. Tôi không để ý đến tiếng gọi của nhân viên. Tài xế, nhanh lên, chạy xe đi. 7 phút sau, chúng tôi đến một đoạn cầu vẫn ít người qua lại. Cô gái, đừng giục nữa, tôi đã chạy hết tốc độ rồi. Nhanh hơn nữa là quá tốc độ, sẽ bị phạt đấy. Xuống khỏi cầu vượt là đến đồn cảnh sát rồi, chúng ta sắp an toàn rồi. Tôi liên tục tự an ủi mình.
Nói lớn để trấn an bản thân, chiếc xe bị một lực va chạm cực mạnh hất lật. Sau một hồi trời đất quay cuồng đến muốn chớp, chiếc taxi lăn tròn rồi nằm lật úp trên mặt đất. Cơn đau dữ dội khiến mắt tôi mờ đi. Hai chân không thể cử động, chắc là đã gãy rồi. Cơn đau từ trên đầu chảy xuống mắt tôi. Tôi cố chớp mắt mạnh. Cảnh trước mắt dần rõ ràng hơn một chút. Lại là chiếc xe màu đen đó. Tài xế bước ra khỏi ghế lái. Vẫn là tên sát nhân đeo mặt nạ đó. Sao có thể như vậy được? Tôi rõ ràng đã vứt điện thoại rồi mà. Lẽ nào thiết bị định vị không phải được gắn trên điện thoại? Tên sát nhân bước đi vừa dáng vẻ ung dung, miệng hắn ngâm nga một bài hát, tay cầm dao nhọn còn xoay vài vòng dao. Hắn tiến về phía chỗ ngồi của Văn Thanh. Mày đúng là đồ khốn nạn. Không phải mày muốn chơi tao sao? Tới đây, lại đây mà xem. Đừng động vào cậu ấy. Tôi gào thét đến khẳng cả giọng, nhưng hắn hoàn toàn thờ ơ. Văn Thanh khẽ rên lên một tiếng. Tên sát nhân chuyển hướng đến trước mặt tôi. Đừng vội, chẳng phải đã tới lượt mày rồi sao? Rồi mọi thứ lại tiếp diễn. Tôi và Văn Thanh lại đứng trước cửa quán trà sữa. Trước mặt là một chiếc taxi đỗ lại. Tôi và bạn thân bị tên đàn ông lạ mặt tấn công và rơi vào một vòng lặp trọng sinh vô tận. Từ lần này trở đi, chúng tôi đã bị rớt lần thứ 5. Lần này, chúng tôi lại trọng sinh quay về trước cửa quán trà sữa. Tôi nắm chặt tay của Văn Thanh. Không đúng, không phải điện thoại. Tôi đã vứt điện thoại rồi. Vậy mà hắn vẫn biết vị trí của chúng ta. Thiết bị định vị sẽ được gắn ở đâu chứ? Lần này, tôi đã vứt hết rồi. Tất cả mọi thứ có thể bị gắn định vị trên người. Điện thoại, túi sách, chìa khóa. Thậm chí là dây buộc tóc. Sau khi chắc chắn rằng trên quần áo không có vật gì khả nghi, chúng tôi lại lên chiếc taxi này. Nhưng kết cục vẫn không thay đổi. Chiếc taxi vẫn không nhúc nhích. Chúng tôi vẫn bị đâm trước. Lại một lần nữa đứng trước cửa quán trà sữa. Tôi bàng hoàng, thậm chí mơ hồ. Không đúng, không phải là thiết bị định vị. Nếu không phải là thiết bị định vị, hắn nhất định đang theo dõi chúng ta từ đâu đó. Cả người tôi run lên, hoảng loạn nhìn chằm chằm vào từng người qua đường. Như thể tất cả mọi người đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ác ý. Từ từ, đừng hoảng sợ. Nhất định sẽ có cách mà. Chúng ta không thể chống lại được. Tôi lắc đầu không nói nên lời. Văn Thanh, cậu hãy đi đi. Cậu mau đi đi, mục tiêu của hắn là tôi. Cậu có thể sống sót, mau đi đi. Đừng nói những lời bi quan như thế. Hắn dù giỏi đến đâu cũng chỉ là người thôi. Hơn nữa chúng ta vẫn còn cơ hội, phải không? Hành động của Văn Thanh trấn an tôi, đúng vậy. Cậu nói đúng. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Tôi vừa khóc nức nở vừa lau khô nước mắt. Nếu chúng ta có thể trọng sinh, điều đó có nghĩa là chúng ta có vô số cơ hội để sửa sai. Chúng ta không thể tiếp tục thụ động như thế này nữa. Hãy nghĩ theo một hướng khác. Chúng ta có thể dự đoán hành động của hắn. Có thể đối phó với hắn. Chúng ta phải phản công. Chúng ta sẽ chơi đến cùng với hắn. Tôi dẫn Văn Thành rẽ vào một siêu thị bách hóa. Chúng tôi nhanh chóng mua một con dao nhỏ, băng keo, dây thừng và một loạt vật dụng khác. Sau đó, lại đứng ở đầu con hẻm, chờ tên sát nhân đến. Tôi nắm chặt con dao giấu trong tay, hít thở sâu vài hơi. Sẵn sàng chưa? Văn Thành khẽ hỏi. Tôi gật đầu thật mạnh. Dù không biết tên sát nhân còn ở đó hay không, nhưng vì mạng sống, chúng tôi vẫn quyết định đặt cược một phen. Tôi mở điện thoại và gọi số 110. Hello. Xin chào, tôi muốn báo án. Có người cầm dao tấn công ở ngõ đường Minh Nhị, quảng trường Nhân Dân. Chỉ cần chúng tôi có thể cầm cự đến khi cảnh sát đến, mọi chuyện sẽ kết thúc. Lúc này, từ sau thùng rác bất ngờ xuất hiện một bóng đen. Trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lưỡi dao sắc nhọn lao thẳng về phía chúng tôi. Lần này, Văn Thanh không chắn dao cho tôi. Tôi cũng không né tránh. Lưỡi dao đâm thẳng vào bụng tôi. Nhưng chỉ đâm sâu chưa đến 1 cm. Mũi dao bị một lực cản mạnh mẽ chặn lại. Tên sát nhân nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Lần này đến lượt tôi nở một nụ cười. Ngạc nhiên chưa, đồ ngu, ta đã có chuẩn bị rồi. Tôi hét lên một tiếng. Văn Thanh dùng sợi dây siết chặt bước chân của tên sát nhân. Còn tôi dùng con dao trong tay đâm mạnh vào ngực hắn. Hôm nay, dù là thiên vương lão tử đến thì tao cũng đang phòng vệ chính đáng. Vài nhát dao đâm xuống, tên sát nhân ngã xuống đất mềm nhũn. Hắn mất khả năng di chuyển. Tôi và Văn Thanh thở hổn hển, tim đập thình thịch. Tay cầm dao của tôi hơi run rẩy. Cuối cùng chúng tôi đã thành công. Tôi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt, cảm thấy bối rối. Tôi hoàn toàn không quen biết hắn. Tôi cúi người xuống, chuẩn bị gỡ mặt nạ để xem hắn thực sự là ai. Chúng tôi rốt cuộc có mối thù oán gì mà hắn cứ nhất quyết phải rớt tôi. Ngay lúc tay tôi chạm vào mặt nạ, một tiếng vang lớn, Văn Thanh đổ thẳng xuống người đàn ông. Con người tôi có rút lại như mũi kim, hơi thở như dừng lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn, một gương mặt của người đàn ông lạ khoảng 40 tuổi, phóng to trước mắt tôi. Tại sao lại có hai tên sát nhân muốn giết chúng tôi? Giọng nói trầm và khàn của hắn vang lên. Hê hê, đến lượt mày rồi. Đừng động đậy, bỏ vũ khí xuống. Anh đã bị bao vây rồi. Chết tiệt, dù sao cũng chết. Trước khi chết kéo thêm một đứa đệm nưng vậy. Khi tên sát nhân thứ hai chuẩn bị ra tay, một viên đạn găm thẳng vào giữa trán hắn, tôi đã được cứu. Nhưng Văn Thanh, tôi quỳ gối bò đến bên Văn Thanh, run rẩy ôm lấy cơ thể cậu ấy. Văn Thanh, cậu cố gắng lên. Tôi xin cậu đấy, cậu phải cố gắng lên. Văn Thanh cau mày chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, nhưng cậu ấy vẫn nở một nụ cười, cố gắng dùng hết sức đưa tay lau nước mắt cho tôi. Đừng, đừng khóc. Vừa dứt lời, bàn tay lạnh giá của cậu ấy vô lực rơi xuống, đôi mắt từ từ khép lại. Văn Thanh, không. Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội mà. Tôi lẩm bẩm vô hồn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi rút mạnh con dao nhỏ ra, trong ánh mắt không thể tin được của cảnh sát. Tôi đâm thẳng vào tim mình. Cậu đã trọng sinh nhiều lần để cứu tôi. Lần này đến lượt tôi cứu cậu. Mở mắt ra, chúng tôi đã quay lại siêu thị. Sau khi chắc chắn rằng có hai tên sát nhân, chúng tôi đã mua thêm một cây gậy điện chống sói. Mọi hành động diễn ra giống như lần trước. Tên đàn ông đeo mặt nạ lao ra từ sau thùng rác, tiến về phía chúng tôi. Con dao trong tay hắn đâm thẳng về phía tôi. Con dao bị cuốn sách cản lại. Văn Thanh siết chặt tên đeo mặt nạ từ phía sau. Tên sát nhân trung niên định đánh lén từ phía sau Văn Thanh cũng bị Văn Thanh dùng gậy điện hạ gục. Lúc này cảnh sát cũng đến. Lần này mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Tôi tiến lên, gỡ mặt nạ của tên đeo mặt nạ. Trước mặt tôi là một gương mặt trẻ và xa lạ. Trong lòng tôi càng thêm nghi hoặc. Tôi không quen biết hai người này. Tại sao họ cứ đuổi theo tôi không tha? Tôi liên tục theo dõi hai tên sát nhân này. Đến khi tên đàn ông trung niên bị áp giải lên xe cảnh sát, tên đeo mặt nạ được xe cứu thương đưa đi, lúc đó tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lần này, cuối cùng chúng tôi đã sống sót mà không gặp bất kỳ tai nạn nào. Tôi và Văn Thanh ôm chặt lấy nhau. Niềm vui sống sót sau hoạn nạn không cần nói cũng rõ. Chúng tôi làm theo yêu cầu của cảnh sát, cùng quay lại đồn cảnh sát để ghi lời khai. Cảnh sát đã tra hồ sơ của hai người này, nói rằng họ là hai cha con, là những tội phạm vừa mới ra tù, trước đó bị kết án vì tội cố ý gây thương tích. Tôi chưa bao giờ quen biết họ. Tôi không hiểu tại sao họ lại tấn công chúng tôi. Đến giờ tôi vẫn không thể nghĩ ra động cơ giết người của họ là gì. Họ hoàn toàn không cướp tiền cũng không phải vì dục vọng, chỉ muốn lấy mạng chúng tôi, không có lý do nào để thương lượng. Hai cô yên tâm, chúng tôi sẽ thẩm vấn họ khi họ tỉnh lại. Giờ cũng muộn rồi, hai cô có thể về nhà nghỉ ngơi, chờ tin từ đồn cảnh sát. Tôi gật đầu trong mệt mỏi. Những cái chết lặp đi lặp lại và thần kinh căng thẳng tột độ khiến cơ thể tôi tràn ngập sự kiệt quệ. Tôi thực sự cần nghỉ ngơi một chút. Tôi đứng trước cửa đồn cảnh sát, nắm tay Văn Thanh. Dù cậu ấy về nhà tôi ngủ lại một đêm. Tôi vừa gọi xe xong cho em trai thì điện thoại của chồng tôi vang lên. Hello. Tư tư, em và Văn Thanh ăn xong chưa? Đã gần 9 giờ rồi, em khi nào về? Giọng nói dịu dàng của chồng khiến tôi vơi bớt mệt mỏi. Ăn xong rồi, có chút chuyện xảy ra. Bọn em sắp về rồi. Có chuyện gì nghiêm trọng không? Nghe giọng em không được tốt lắm. Cũng tạm, đợi em về rồi nói. Về đến nhà, tôi mở cửa. Chúng tôi liền hỏi han lo lắng. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Rõ ràng chỉ mới vài giờ không gặp, mà tôi cảm giác như đã xa nhau cả đời. Mũi tôi cay cay. Tôi nhào vào vòng tay của anh ấy. Dầu dĩ nói, em nhớ anh quá. Mới không gặp bao lâu đâu, mà em đã nhớ anh rồi sao? Văn Thanh còn đang ở đây kìa. Đừng để người ta cười. Không đâu, Văn Thanh sao có thể cười em được chứ? À đúng rồi, em nói hôm nay có chuyện gì mà. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nói ra thì dài lắm, để em lấy chai nước uống rồi ngồi xuống từ từ kể. Anh chắc chắn sẽ không tin đâu. Tôi quay người định vào bếp đi tới tủ lạnh. Suy nghĩ không biết lấy nước ngọt hay là nước suối. Văn Thanh đi tới bên cạnh tôi. Từ từ, tôi chợt nhớ nhà có chút việc. Cậu có thể đưa tôi về nhà bây giờ được không? Việc gì vậy? Có gấp không? Không phải đã nói hôm nay ở lại nhà tôi sao? Tôi nhớ ra mình quên cho mèo ăn ở nhà rồi. Tôi phải về ngay, sợ nó đói. Tôi có chút nghi ngờ, vì Văn Thanh vốn không nuôi mèo. Tôi chợt bừng tỉnh. Cậu ấy chắc có điều gì muốn nói riêng với tôi. Được thôi, anh à, đưa em chìa khóa xe. Tôi lái xe đưa Văn Thanh về nhà. Muộn rồi đó, hay để anh đưa đi cho.
Không sao, để em đi. Chìa khóa xe ở đâu? Ở trên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Tôi bước vào phòng ngủ để lấy chìa khóa. Văn Thanh cũng lặng lẽ đi theo tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự bất an và căng thẳng của cậu ấy. Dù tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tôi đi đến phòng ngủ, tôi đóng cửa lại. Văn Thanh, có chuyện gì vậy? Từ từ, cậu không thấy chồng cậu rất kỳ lạ sao? Lần trước khi chúng ta gặp chuyện, chồng cậu cũng ở nhà. Khi chúng ta bị sát hại ở hành lang, gây ra tiếng động lớn như vậy, chồng cậu không thể nào không nghe thấy. Và nếu như trên người cậu không có thiết bị định vị, làm sao tên sát nhân có thể tìm chính xác vị trí của cậu được? Ngoài tôi ra biết hành tung của cậu, người còn lại chính là chồng cậu. Vì vậy, tôi cảm thấy chồng cậu rất đáng nghi. Lúc này, cửa phòng bị đá mạnh mở ra. Thông minh lắm. Nhưng cũng không sao. Dù gì thì các người cũng sắp chết rồi. Hắn cầm dao từng bước tiến lại gần chúng tôi. Tại sao vậy? Tại sao anh lại làm vậy? Rốt cuộc là vì cái gì? Từ từ, em đừng trách anh. Dạo gần đây vận may của anh tệ quá. Anh không còn cách nào khác. Chỉ có thể ra tay với em để lấy tiền bảo hiểm trả nợ thôi. Nếu anh không trả được tiền, chủ nợ sẽ đến và đánh gãy chân anh. Anh không muốn chịu đau đớn đó, nên anh đành phải để em giúp anh gánh chịu. Anh đúng là tên bẩn thỉu vô liêm sỉ. Nhưng mà này, em yêu, em thực sự khiến anh ngạc nhiên đấy. Anh không ngờ rằng em lại mang theo dao và gậy điện. Ngay cả sát thủ anh thuê cũng bị hai người dễ dàng hạ gục. Hắn tiến lại gần, dùng mũi dao nâng cầm tôi lên. Em yêu dấu, em còn điều gì muốn nói nữa không? Anh sẽ gặp báo ứng đấy, đồ đáng chết. Ánh mắt này của em, anh không thích đâu. Được rồi, đến lúc kết thúc rồi. Hắn đâm một nhát, tôi dùng cả hai tay giữ chặt chuôi dao. Mũi dao cách tôi chưa đến 2 cm. Tôi nhìn thẳng vào mắt của hắn. Khóe miệng tôi nở một nụ cười nhếch. Nụ cười này đầy chế giễu. Chồng yêu của tôi, anh vĩnh viễn không thể rớt tôi đâu. Không thể rớt được em sao? Ý em là gì? Bởi vì tôi có khả năng trùng sinh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của hắn, tôi buông tay khỏi con dao, theo lực đẩy của hắn, để con dao thẳng vào người mình. Anh cứ chờ đấy cho tôi, rồi anh phải trả giá. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.